Xin chào các bạn. Như vậy là chúng ta đã trải qua 13 vòng trong hành trình tại giải đấu ứng viên năm 2013 của Manu Kassem. Chỉ còn một vòng đấu nữa để xác định ai sẽ trở thành kẻ thách đấu vua cờ Anan. Cả Manu Kassem và Vladimir Kramnik đều đang có 8,5 điểm. Hai anh đều rất là quyết tâm để có chiến thắng, qua đó có thể tự định đoạt được số phận của mình. Ở vòng này thì Kassem được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt E4. Đối thủ của Kassem là nhà vô địch World Cup năm 2011, Peter Schweider. Anh đáp trả bằng nước tốt E5. Trắng đi mã F3, đen đi mã C6, trắng đi tượng B5, tấn công mã. Đây là khai cuộc Tây Ban Nha nổi tiếng Rui Lopez. Đen đi tốt A6, tấn công tượng. Trắng lùi tượng về A4. Đen đi mã F6, tấn công E4. Trắng không bảo vệ tốt mà nhập thành. Nếu mã đen ăn tốt trắng thì trắng sẽ bình xe E1 và sẽ bắt lại được tốt đen. Nên đen cũng không ăn tốt mà đi tượng E7 để chuẩn bị nhập thành. Trắng đi tốt E3, bảo vệ E4 và mở đường cho tượng phát triển. Đen đi tốt B5, đuổi tượng trắng, chạy về B3. Đen đi tốt D6, liên kết các tốt và mở đường cho tượng phát triển. Trắng đi tốt A3, đen nhập thành. Trắng đi mã C3, đen đi tượng B7. Trắng đi tượng D2, đen đi hậu D7. Trắng đi tốt A4, tấn công tốt đen. Nếu tốt đen ăn tốt trắng thì tượng trắng sẽ ăn lại và ghim mã đen. Do đó đen lùi mã về D8, mở đường cho hậu bảo vệ tốt B5. Tốt trắng ăn tốt đen ăn lại tốt trắng. Xe trắng ăn xe đen, tượng đen ăn lại xe trắng. Kassem thể hiện rất là rõ quyết tâm khi đổi quân rất nhanh để đưa ván cờ về chung cuộc và tàn cuộc, vốn là thế mạnh của anh. Trắng đi mã E2, đen đi mã E6. Trắng tiếp tục đi mã G3, triển khai quân sang phía vua đen. Đen đi tốt C5, dâng cao tốt, tấn công phía cánh hậu. Trắng nhảy tiếp mã vào F5, tấn công tượng. Đen lùi tượng về D8. Trắng đẩy tốt C4, ngăn tốt đen tiến xuống. Tốt đen ăn tốt trắng, tượng trắng ăn lại tốt đen. Đen đi tượng C7, mở đường cho xe bảo vệ tượng A8. Trắng đi xe E1, đen cũng bình xe E8. Trắng đi hậu C1, đen đi mã H5. Nước sau sẽ nhảy mã E6 lên F4. Trắng liền đi tốt G3, chặn đứng ý đồ này của đen. Đen đi tốt G6, tấn công mã trắng. Nhưng mà nước đi này thì lại làm suy yếu ô H6 và trắng chớp ngay cơ hội nhảy mã vào H6 chiếu. Vua đen chạy lên G7. Trắng nhảy tiếp mã vào G5, mời vua đen ăn mã. Đen đương nhiên không dại gì mà ăn mã rồi. Nếu vua đen ăn mã trắng thì mã trắng sẽ ăn mã đen và mở đường cho tượng chiếu. Buộc đen phải để tốt G5 cản chiếu. Tượng đen ăn tiếp tốt chiếu, buộc vua đen chạy sang G6. Sau đó trắng sẽ đi tượng H6, dọa lao hậu vào G5 chiếu hết. Do đó đen có nước đi chính xác là mã đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn lại mã đen. Giờ tượng trắng và mã trắng đang tấn công tốt F7. Đen đi tốt D5, tấn công tượng trắng. Tốt trắng ăn tốt đen, tượng đen ăn lại tốt trắng. Trắng không ăn tượng đen mà lùi mã về G4. Đen cũng không ăn tượng trắng mà đi tượng F3 kết hợp với hậu để tấn công mã trắng. Trắng đi tượng F6 chiếu và thí tượng. Nếu đen ham hố lấy mã ăn về thì đen sẽ đi hậu H6 chiếu, buộc vua trắng chạy về G8. Sau đó mã trắng sẽ ăn mã đen, tấn công đôi cả hậu và xe đen. Đồng thời hậu trắng dọa ăn vào H7 để chiếu hết. Trước nước thí tượng hiểm độc này của trắng thì đen lùi vua về G8. Trắng tiếp tục nhảy mã vào H6 chiếu, buộc vua đen chạy sang F8. Trắng đi hậu E3, tấn công tượng và tốt đen. Đen lùi tượng về B7. Nếu trắng ham hố ăn tốt đen chiếu thì đen sẽ đi tượng D6 cản chiếu. Hậu trắng chạy thì mã đen sẽ ăn mất tượng trắng. Do đó trắng phải chạy tượng. Ở đây thì trắng nên chạy tượng vào H8, nhưng mà trắng lại lùi tượng về H4.
Và vì thế, đen đã ăn miếng trả miếng đi hậu H3, dọa lao vào G2 để chiếu hết. Nhẽ ra trắng nên đi tượng D5 để chặn lại. Tượng đen ăn tượng trắng thì hậu trắng sẽ ăn tốt đen chiếu bắt lại tượng. Vua đen chạy G7, hậu trắng ăn tượng đen. Vua đen ăn mã trắng, hậu trắng ăn tiếp tốt F7 tấn công cả xe và tượng đen. Xe đen C8 bảo vệ tượng thì hậu trắng sẽ E7, dọa đi tượng G5 để chiếu hết. Trắng khi đó kém hơn một mã nhưng mà lại hơn hai tốt và nắm giữ lợi thế tấn công. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng lại đi tốt F3 để cản đường tấn công của tượng đen. Đen liền đi mã F4, dọa kết hợp với hậu G2 chiếu hết. Trắng buộc phải ăn mã đen và hậu đen ăn lại tượng trắng, tiếp tục tấn công mã trắng. Mã trắng ăn tốt đen, tượng đen ăn tốt trắng. Trắng không dám ăn lại tượng vì hậu trắng đang bảo vệ xe. Giống như là trong bóng đá, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì rất dễ bị thua cuộc. Và trắng đang rơi vào tình thế như vậy. Cực chẳng đã, trắng đành đi hậu F2 gạ đổi. Đen không đổi hậu mà đi hậu G4 chiếu. Ở đây nước tốt nhất phải là vua chạy sang F1. Nhưng mà trắng lại tiếp tục mặt dày đưa hậu lên G3 cản chiếu để gạ đổi. Đen vẫn không chịu đổi hậu mà lấy tốt ăn tốt trắng, mở đường cho hai xe nhìn nhau. Đang muốn đổi quân nên xe trắng ăn xe đen, vua đen ăn lại xe trắng, hậu trắng ăn hậu đen và tượng đen ăn lại hậu trắng. Giờ thì ván cờ đã được đưa về thể loại cờ tàn tượng mã đấu với song tượng. Với tàn cuộc thoáng như thế này thì song tượng mạnh hơn rất là nhiều. Hơn nữa đen lại còn có hơn một tốt, lại là tốt thông nữa. Và tàn cuộc cũng diễn ra rất là chóng vánh. Sau nước đi này thì trắng không thể ngăn tốt đen phong cấp và đành ngậm ngùi chịu thua. Như vậy là Manu Kassen đã không thể tự định đoạt số phận của mình. Anh đành cầu trời khấn Phật để Vladimir Kramnik cũng bị thua như mình. Có thể là trời xanh cũng đã thấu lời khẩn cầu này. Vài phút sau thì trận đấu giữa Vladimir Kramnik và Vasily Ivanchuk cũng đã ngã ngũ. Kramnik cũng bị thua. Như vậy là cả Kassen và Kramnik với tâm lý nôn nóng chiến thắng thì đều đã đại bại ở vòng đấu cuối cùng. Do đó hai anh phải xét đến hệ số phụ để xem ai sẽ là người đi tiếp. Xét về đối đầu thì cả hai đều hòa nhau khi chạm trán ở trận lượt đi và lượt về. Tuy nhiên, xét cả 14 vòng đấu thì Kassen thắng 5 trận, trong khi Kramnik chỉ thắng có 4 trận. Chính lợi thế nho nhỏ này đã giúp cho Manu Kassen lách qua khe cửa hẹp để trở thành kẻ thách đấu vua cờ Anand. Kết quả sau đó như thế nào thì các bạn cũng biết rồi. Kassen chiến thắng Anand để lên ngôi vua cờ. Từ đó đến nay đã 8 năm anh vẫn vững vàng bảo vệ ngôi vương của mình. Như vậy là mình đã kết thúc series về Manu Kassen ở giải đấu ứng viên năm 2013. Tiếp theo đây các bạn muốn mình làm tiếp về những ván cờ nào thì hãy comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.